glmm.me, website chơi chẵn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7, top thắng tuần nhận thưởng quà to, thắng hay thua là do cách chơi của bạn, chiến ngay tại glmm.me. Hello chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cá Voi Gaming của mình nha các bạn. Như đã thông báo thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ được chuyển đổi từ cái phiên bản Play Together quốc tế sang cái phiên bản Play Together Việt Nam. Và bạn nào chưa biết chuyển đổi thì các bạn có thể xem qua 3 bước hướng dẫn chuyển đổi ở trên cái tấm hình trên cái video này nha các bạn. Hình này là hình của mình do mình edit và cắt ghép chỉnh sửa chứ không lấy từ một nguồn nào khác cho các bạn. Các bạn có thể là lấy cái hình này để chia sẻ cho bạn bè để bạn bè cùng biết nha. Và các bạn cũng không cần ghi nguồn đâu các bạn ơi, vì đây là mình chia sẻ miễn phí cho cộng đồng nha các bạn. Các bạn muốn ghi nguồn là của mình cũng được, hoặc là không ghi nguồn thì cũng được nha các bạn. Các bạn để không như vậy các bạn chia sẻ cho bạn bè vẫn được nha. Khi game về Việt Nam thì chúng ta sẽ được tách ra hai phiên bản nè, một cái phiên bản quốc tế và một cái phiên bản Việt Nam nha các bạn. Vậy trong hai cái phiên bản đó thì chúng ta nên chơi cái phiên bản nào, nên chọn phiên bản quốc tế hay là phiên bản Việt Nam? Đây là cái câu hỏi rất là nhiều bạn thắc mắc luôn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp cái vấn đề này nha các bạn. Nếu như các bạn chọn một trong hai phiên bản thì cái account của các bạn chỉ chơi được một cái phiên bản mà các bạn chọn thôi nha các bạn, chứ không chơi cùng lúc được hai phiên bản nha. Và các bạn lưu ý, một khi các bạn đã chuyển đổi từ cái phiên bản quốc tế về cái phiên bản Việt Nam rồi á, thì cái tài khoản game của các bạn sẽ không còn chơi được cái phiên bản quốc tế nha các bạn. Đó, các bạn chỉ còn chơi được ở cái phiên bản Việt Nam thôi nha. Đó, các bạn hãy suy nghĩ kỹ rằng là các bạn nên chọn cái phiên bản quốc tế hay là cái phiên bản Việt Nam nha. Sau đây mình sẽ phân tích về cái điểm khác nhau giữa cái phiên bản quốc tế và cái phiên bản Việt Nam để các bạn có một cái lựa chọn chính xác hơn cho bản thân của mình nha các bạn. Thì mình có đọc qua một cái bài báo như thế này nè các bạn, là nói về VNG là sẽ làm gì với Play Together. Ngày 19 tháng 5 vừa qua, tựa game Play Together tại Việt Nam chính thức về với nhà VNG. Được biết, VNG không mua được bản quyền chính thức của Play Together để tự phát triển mà chỉ có thể phát hành game dựa trên sự hợp tác với HiEngine. Điều này đồng nghĩa với việc các bản cập nhật và phát triển trò chơi vẫn do nhà sản xuất game xứ Hàn đảm nhiệm. Thông tin trên đã gạt đi lo lắng của người chơi về những thay đổi game trong tương lai sau đợt chuyển giao nhà phát hành tại Việt Nam. Rồi ok, mình sẽ nói luôn, tức là những cái bản cập nhật, những cái nội dung cập nhật của phiên bản Việt Nam nó sẽ giống hệt với cái phiên bản quốc tế, vì cái nội dung trong game là vẫn do nhà phát hành Hàn Quốc phát triển nha mọi người, chứ bên phía nhà phát hành Việt Nam không thể nào mà can thiệp được. Còn về phần VNG, phần việc của họ là phát hành trò chơi tại Việt Nam, vậy nên họ có quyền thay đổi hình thức mua các gói vật phẩm trong Play Together Việt Nam theo ý của mình. Để dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ lấy ví dụ về các gói vật phẩm do người chơi sáng tạo ra. Trước kia các gói trang phục này được bán bằng đá quý, thế nhưng sau khi quyền phát hành về tay của VNG đã quyết định bán các bộ trang phục này do người chơi thiết kế là bán bằng tiền thật. Đây, ở đây người ta có ví dụ một cái trang phục là cái trang phục cáo trắng nè các bạn. Thì mình cũng đã từng có một cái clip nói về cái trang phục này rồi. Thì thông thường trước kia các bạn, những cái trang phục mà do người chơi thiết kế thì nhà phát hành Hàn Quốc sẽ bán bằng đá quý nha các bạn, chứ không phải bán bằng tiền thật nha. Sau cái ngày 19 tháng 5 thì cái trang phục này đã được bán bằng tiền thật rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ nói luôn cho các bạn hiểu nè các bạn. Mình ví dụ ha, khi các bạn chơi cái phiên bản Việt Nam thì những cái gói vật phẩm sẽ được bán theo cái ý của nhà phát hành Việt Nam nha các bạn. Tức là nhà phát hành Việt Nam có thể bán cái mức giá cái gói sản phẩm đó là bằng tiền sao, hoặc là bằng đá quý, hoặc là bằng tiền thật. Nói chung họ muốn bán bao nhiêu thì họ bán nha. Đó là đối với cái phiên bản Việt Nam. Còn đối với cái phiên bản quốc tế thì khi chúng ta chơi cái phiên bản quốc tế thì những cái gói vật phẩm sẽ được bán theo cái nhà phát hành của Hàn Quốc nha các bạn. Đó, thì cái phiên bản quốc tế là sẽ bán một cái mức giá chung nha các bạn, chứ không có bán riêng cho một cái quốc gia nào hết nha. Nói tóm lại, khi các bạn chơi cái phiên bản Việt Nam thì những cái gói vật phẩm đó, những cái sản phẩm thì các bạn phải mua theo cái mức giá ở cái nhà phát hành Việt Nam bán ra. Còn khi các bạn chơi cái phiên bản quốc tế thì những cái gói vật phẩm những cái vật phẩm mà các bạn muốn nạp vô game thì các bạn sẽ mua theo cái mức giá mà nhà phát hành Hàn Quốc cũng như là cái mệnh giá dành cho cái phiên bản quốc tế nha các bạn. Thông thường thì cái phiên bản quốc tế nó sẽ có cái mệnh giá là tương đối rẻ hơn so với cái phiên bản Việt Nam nha các bạn. Theo mình nghĩ ở cái phiên bản quốc tế thì những cái gói vật phẩm nó sẽ bán với những cái mức giá nó hợp lý và rẻ hơn so với cái phiên bản Việt Nam. Thì khi các bạn chơi cái phiên bản Việt Nam thì các bạn sẽ được cộng đồng Việt Nam nhiều hơn, các bạn sẽ chơi với người Việt Nam nhiều hơn, thì các bạn vẫn chơi được với bạn bè quốc tế một cách bình thường luôn các bạn. Đấy,
Chỉ khác là cái mệnh giá nạp game nó sẽ khác nhau như vậy thôi ha. Chứ những cái nội dung trong game thì nó giống y hệt như cái phiên bản quốc tế luôn. Nó không có khác gì hết. Vẫn chơi được với bạn bè quốc tế bình thường. Đấy, chỉ khác là cái mệnh giá nạp ở cái phiên bản Việt Nam nó khác so với cái mệnh giá nạp ở cái phiên bản quốc tế. Rồi mình cũng đã phân tích cho các bạn hiểu là các bạn nên chọn cho mình cái phiên bản quốc tế hay là cái phiên bản Việt Nam để chơi rồi nha các bạn. Đấy, đó là do các bạn thôi. Còn riêng mình thì mình cũng đang suy nghĩ nè. Chắc là mình thì ít nạp, mình chơi cà chai thôi. Thì có lẽ là mình sẽ chơi hai cái app. Một cái app là dành cho cái phiên bản quốc tế nha các bạn. Và một cái app là dành cho cái phiên bản Việt Nam đó. Mình chơi cùng lúc là hai app song song cùng nhau luôn các bạn. Như vậy nó mới ngầu nha các bạn. Mình coi coi bên nào rẻ thì mình nạp, còn bên nào mắc thì sao mình không nạp. Mình sẽ tạo cái app mới ở bên cái phiên bản Việt Nam. Còn cái app cũ thì mình sẽ để easy ở bên cái phiên bản quốc tế các bạn. Nó sẽ rẻ hơn, đúng không các bạn? Rồi đó, nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn là người Việt Nam thì chúng ta nên chơi cái phiên bản Việt Nam. Rồi, nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.